Truyện tích 8: Chuỗi hạt mân côi với vua Galicia. Alfonso, từ ngày được tôn lên làm vua nước Galicia, đã tỏ ra sức oai phong lẫm liệt. Nhà vua đi đâu cũng có các quan văn võ tả hữu theo hầu. Thần dân của vua hầu hết là những người công giáo ngoan hiền đạo hạnh. Biết thế nên, muốn lấy lòng dân, vua luôn tỏ ra mình là người đạo đức, có lòng kính mến Đức Mẹ Mân Côi, để triều đình và thần dân bắt chước. Cho nên, dụng ý nhà vua là làm thế nào cho thần dân biết mình là người năng lần chuỗi mân côi. Vua cho đặt một cổ tràng hạt thật dài để quấn vào thắt lưng. Mỗi khi vua đi ra ngoài, dân chúng ai cũng trầm trồ khen ngợi nhà vua rất là ngoan đạo. Cho nên để lấy lòng vua, các quan cũng như thần dân ai cũng mang tràng hạt và cũng bắt chước vua năng lần chuỗi mân côi kính Đức Mẹ. Nhưng than ôi, thực tế phủ phàng thai, vua chỉ giả hình vậy thôi, chứ chẳng bao giờ ông đọc kinh cầu nguyện gì cả, chỉ lo ăn chơi trác táng. Một ngày kia, vua lâm bệnh nặng. Trong một thị kiến, vua thấy mình bị đưa đến tòa phán xét. Ma quỷ quay chung quanh tố cáo vua các tội phạm tày đình, và chúng trực sẵn để bắt linh hồn vua xuống hỏa ngục. Đang lúc Chúa Giê-xu đấng thẩm phán tối cao sắp sửa luận phạt vua vào hỏa ngục, thì Đức Mẹ xuất hiện biện hộ cho vua. Mẹ nói với Chúa Giê-xu: "Con hãy thư thả để mẹ xem xét lại vụ này." Đức Mẹ liền truyền cho các thiên thần đem các tội vua đã phạm khi còn sống trên một bàn cân, và cổ tràng hạt luôn đeo bên mình của vua, cùng các kinh mân côi đã được đọc do gương sáng đeo tràng hạt của vua trên một bàn cân khác. Kết quả là cổ tràng hạt nặng hơn các tội vua. Rồi Đức Mẹ nhìn vua một cách trìu mến và nói: "Để tưởng thưởng một chút công của con đã dành cho mẹ bằng cách đeo tràng hạt mân côi, mẹ đã xin con mẹ cho con được ơn lớn lao là khỏi xa hỏa ngục. Con sẽ được sống thêm mấy năm nữa để làm việc đền tội." Nhà vua tỉnh lại kêu lên, ngợi khen chuỗi hạt mân côi của Đức Trinh Nữ Maria, nhờ đó trẫm được giải thoát khỏi xa hỏa ngục. Sau khi bình phục, nhà vua đã sốt sắng truyền bá kinh mân côi và lần chuỗi mân côi suốt ngày. Lời bàn: câu chuyện do chính thánh Luis Maria Ricciani de Montfort kể trong cuốn Bí mật kinh mân côi của ngài. Chỉ giả vờ đeo chuỗi hạt mân côi mà còn được Đức Mẹ thương cứu giúp như thế, phương chi là những người đeo tràng hạt mân côi thật lòng, vì lòng tên tôn kính. Như điều kiện của hội viên mân côi là phải mang chuỗi hạt mân côi trong mình thì còn được ơn ích biết bao. Tạ ơn Chúa.